Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Xe Tải Giá Nát. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn con Hyundai HD320 gắn cẩu Đông Giang SS2725. Thì cái cẩu này thì là cẩu 12 tấn. Thì cẩu 12 tấn thì không lắp lên trên nền xe ba giò được, tại vì nền xe ba giò chỉ có 24 tấn thôi. Còn tổng tải của cái dòng xe này là tới 29 tấn thì thích hợp cho việc gắn cẩu 12 tấn lên. Thì mình cùng đi xem qua sơ bộ cái chiếc xe này nha. Thì điều đặc biệt ở đây là mình có giới thiệu các bạn đó là cái dòng cẩu Đông Giang bên mình hiện tại đang độc quyền. Thì giá cả thì rất là cạnh tranh. Nhiều bạn thì vẫn chưa biết đến thương hiệu cẩu Đông Giang bên mình. Thì cẩu Đông Giang thì thật sự là nó là một trong những loại cẩu được sử dụng phổ biến ở Trung ở Hàn Quốc. Nhưng bây giờ bắt đầu Đông Giang là đánh mạnh vào thị trường Việt Nam. Trước đây thì có những dòng như Sosan cũng như là Khang Liêm thì có những dòng cẩu lớn này, cẩu Trung cẩu lớn này. Thì nếu mà nghe thương hiệu Unix và Tornado thì nó chỉ có cẩu nhỏ thôi, còn khi mà Unix và Tornado thì mà lên cẩu lớn thì giá rất là cao, không thể cạnh tranh được so với Đông Giang như Sosan. Thì điều đặc biệt ở đây á, là cái cẩu này là cẩu 5 khúc, nhưng mà cần ra của nó là lên tới là 20 mét. Sức năng của nó ở vị trí xa nhất là 1 tấn, gần 1 tấn là 950 kg. Đó, còn sức năng ở vị trí là 2 mét thì được nâng được 12 tấn. Thì đây, con HD320 Hyundai 4 giò từ các cẩu Đông Giang. Thì cẩu Đông Giang á thì được thiết kế là khi mà mình cái nút điều khiển này là nút điều khiển ra chân ra vào chân. Thì sau khi mình điều khiển ra vào chân thì mình sẽ leo bằng cái thang này, mình lên mình điều khiển cần ở trên cao và có ghế để ngồi làm việc. Ngoài ra thì cẩu Đông Giang này được trang bị remote điều khiển từ xa, nhưng mà cái remote hiện tại không có ở đây nên mình không thể vận hành bằng remote được. Đây cẩu thì xe Hyundai HD320 này thì xe được nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Cẩu thì bên mình cũng nhập nguyên cái cẩu từ Hàn Quốc luôn. Đây là bên mình nhập đồ nước ngoài về là nguyên siêu nguyên kiện đó. Các bạn mua xe hay mua cẩu bên mình á thì không phải lo là mua hàng bãi, hàng chợ đen gì hết, nghĩa địa gì hết á. Đây đó, thì chiếc xe D320 này thì mã lực của nó là được 380 mã lực. Thì nó cabin của nó rất rộng rãi, hộp số là 10 số. Thì có nhiều mặt trước thì nó được cái lưới tản nhiệt, nó nhìn rất hầm hố, cản thì là thiết kế. Và ngoài ra thì điều ấn tượng của mình đây là cái hộp lỗ để luồng gió, thì giúp cho xe giảm được khí động học. Xe này chỉ cần gắn thêm cái mui lướt gió ở trên nữa thì khí được động học của nó là tốt nhất so với các dòng xe tải bây giờ. Đây thì mình giới thiệu sơ qua về cái thùng xe lẫn cẩu bên mình đóng á. Thì tải trọng cho phép của chiếc xe này á là 9 tấn 9, là gần như là 10 tấn, sắp xỉ 10 tấn rồi. Trên nền xe HD320 mà tải trọng được 10 tấn mà gắn cẩu 12 tấn thì đây là một cái ưu thế mạnh so với những loại cẩu khác gắn trên nền HD320. Thì nó chỉ được rơi vào khoảng 8 tấn 9 thôi, mà bên mình làm ra thì nó tải của nó lên được 9 tấn 9. Thì tổng tải ở đây là 29 tấn. Đó, tổng tải 29 tấn. Thì đây thì biên lường bản lề
bách hóa thì bên mình đều làm bằng inox, đặc biệt là biên lường lại làm inox 304, nó xám xịt vậy đó. Đó, chủ xe rất là đây, thì điều đặc biệt đây nữa là đà dọc được được trang bị là đà y là Y200 dày 8 ly. Thì ngoài ra đà dọc thì là đà ngang thì khuôn 120 dày 5 ly. Đó. À đúng rồi, cái cẩu Đông Giang á thì có hai chân túi trước á, hai chân túi trước và hai chân túi sau. Này là đã nằm trong giá rồi, không phải mình tính tiền thêm. Như những dòng cẩu khác á thì mình phải bỏ tiền thêm để mình mua hai chân túi sau, nhưng cẩu Đông Giang là nó đã bao gồm chân túi sau rồi. Thì nói sơ qua về cẩu á thì cẩu này là 12 tấn 5 khúc. Thì tại vị trí 2m thì nó nâng được là 12 tấn, còn tại vị trí tối đa nó là 20m2 thì nó nâng được 950kg. Thì tốc độ ra cần của nó thì rất là cạnh tranh so với trên thị trường. Thì đối với dòng cẩu này á thì tốc độ ra cần của nó hết cỡ là chỉ trong vòng 48 giây là ra từ ra đến maximum luôn á, là 20m2. Tiếp theo là đến nâng cần, thì nâng cần là cần này làm việc được là 78 độ thì nâng trong vòng 18 giây thì là nâng hết trên cùng. Đó. Cẩu này chỉ 5 khúc nhưng rất là dài nha các bạn. Là cẩu được 20 dài ra là 20m2 luôn. Thì dây cáp thì được làm là bằng phi là phi 12.5 dài 100m. Còn tốc độ ra cáp thì nó là 7.5m ở lớp thứ tư. Rồi, ngoài ra độ mở chân trống ở chân tú phía trước á là 6.2m. Đó. Còn ở chân tú phía sau á thì nó ra được khoảng 5.4m. Ngoài ra cái cẩu Đông Giang này á thì được trang bị một số tính năng an toàn như là có két tản nhiệt dầu á để dầu không bị quá nhiệt khi làm việc. Để mình quay cái két tản dầu nhiệt nha. Thì đây, bên đây. Đây, thì dầu sẽ được làm mát trước khi đi qua để vận hành ra cần vô cần cũng như là xoay cái cẩu này. Đó. Thì đây, các bạn thấy là hai ti đứng của cẩu á thì rất là bự, nhìn cẩu rất chắc khỏe, nhìn giống như lực sĩ vậy đó. Đó, hai ti nó rất bự rồi. Đây thì cái điều khiển ra chân ra vào chân thì nó được hai bên luôn, được kết nối hai bên luôn. Sau khi mình ra chân thì mình sẽ bước lên cái thang, mình lên trên mình điều khiển. Đây. Về xe thì mình cũng không bàn gì nhiều, mình bàn về cái cẩu thôi. Tại vì cái xe này thì xe nhập thì anh em nào để sử dụng thì biết cái xe nó anh thì nó khỏe mạnh như thế nào. Rồi tiếp theo mình sẽ lên trên góc làm việc ở trên cao của cẩu để mọi người có thể thấy được cẩu nó vận hành ở trên cao như thế nào. Mình leo lên đây. Đây, để mình lên trên mình góc làm việc ở trên cao của cái cẩu luôn. Đây khu làm việc trên cao của cẩu. Thì trên đây là có hệ thống đèn nè. Đó, có cái bảng làm việc thì ở chiều dài bán kính làm việc như thế nào thì sức nâng của nó như thế nào.
ngoài ra có cái bảng cảnh báo rồi nữa đó. Thì ngồi trên đây á, thì mình có thể dễ dàng quan sát được tầm làm việc của cẩu. Còn đây là những nút điều khiển cẩu đây. Thì nhìn vào ký hiệu nó thì chúng ta cũng có thể dễ biết được là cẩu nó lên xuống cần nè, cũng như thu cần ra cần, và cái này là xoay cần đó. Thì hiện tại là bên mình đang ra phiếu con này và sẽ đưa ra thị trường trong vòng khoảng nửa tháng nữa là khách hàng có thể nhận xe được rồi đó. Các bạn xa còn kia là có một chiếc cẩu Đông Giang cũng đang được làm việc đó. Thì nếu mà các bạn mà muốn trải nghiệm thử cái dòng cẩu Đông Giang bên mình đó, thì có thể ghé showroom của bên mình là Hino Vĩnh Thịnh ở quốc lộ 13 Thuận An, Bình Dương để mình thử cẩu. Thì ngoài dòng cẩu này thì bên mình còn có cẩu 15 tấn, 7 tấn, 8 tấn. Thì cẩu Đông Giang chỉ tập trung vào những loại cẩu trung và cẩu lớn đó. Thì hôm nào để mình quay cái video vận hành nó mình cho anh em xem. Thì video của mình thì đến đây là hết. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn anh em nào muốn tư vấn sâu hơn về cẩu Đông Giang hay như là các dòng cẩu lớn thì cứ liên hệ với số hotline mình để bên dưới, cũng như là liên hệ hoặc đến trực tiếp công ty mình để mình tư vấn và hỗ trợ. Đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.